Ở tuổi 36, sau gần 20 năm gắn bó, hoa khôi của bóng chuyền Việt Nam Phạm Kim Huệ vừa chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu, để lại sau lưng những kỷ lục độc nhất vô nhị cùng nỗi niềm của một ngôi sao không gặp vận. Càng kinh ngạc hơn bởi quyết định dứt khoát của cựu binh ấy vẫn tạo nên một cú sốc. Thậm chí nhiều người hâm mộ còn ngơ ngác với câu hỏi sẽ tiếp tục yêu và xem bóng chuyền thế nào khi không có Kim Huệ. Và chắc chắn người hâm mộ sẽ không bao giờ quên được phụ công tài năng này. Kết thúc mùa giải 2017 khi ở tuổi 36, Kim Huệ đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình. Việc Kim Huệ chia tay bóng chuyền để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ và các nhà chuyên môn. Thế nhưng chẳng ai trách Kim Huệ bởi cả hai mùa giải vừa qua, bà mẹ một con sinh năm 1982 đều xin nghỉ mà cuối cùng vẫn phải gồng mình gắng sức cày ải khi đội quá cần mình. Và phần thưởng cho hoa khôi bóng chuyền Việt Nam đó là hai chức vô địch trong năm 2016 bao gồm Cúp Hùng Vương và đặc biệt là chức vô địch quốc gia của Ngân hàng Công Thương. Đến giờ này chị nghỉ thì mình đánh giá rằng là để mà có thể những thế hệ đàn em về sau có những cái gương mặt như Phạm Kim Huệ trong chuyên môn và cũng như trong cuộc sống thì mình nghĩ là cũng là một cái rất là khó cho các em phải phấn đấu. Ở dưới góc độ câu lạc bộ thì vận động viên cũng đã cống hiến rất là nhiều, từ câu lạc bộ thông tin cho đến Ngân hàng Công Thương thì đều góp mặt vào những cái rất nhiều cái chức danh vô địch của câu lạc bộ. Thế ngoài ra với đội tuyển cũng như vậy, bao nhiêu năm vận động viên đã cống hiến. Mùa giải 2017 khép lại với nỗi buồn nho nhỏ dành cho Kim Huệ khi cô không thể cùng đội bóng của mình bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia. Nhưng phụ công 36 tuổi đã tạo ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng chuyền Việt Nam. Đó là việc cô có đến 18 mùa giải thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Chị cũng sở hữu kỳ tích 8 lần tham dự SEA Games, mà đáng ra là 9 nếu không vắng mặt ở kỳ đại hội 2007 do chấn thương. Sự bền bỉ, dẻo dai và đặc biệt là ý thức chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu mới giúp Kim Huệ làm được điều phi thường này. Các vận động viên chuyên nghiệp mà khi đã xác định cái con đường sự nghiệp chuyên nghiệp của mình thì đều phải có ý thức là luôn luôn giữ gìn bản thân để làm sao có một cái sức khỏe tốt nhất cho tập luyện và cho thi đấu. Cái quan trọng nhất của vận động viên để mà tồn tại được đó chính là cái phải tự ý thức giữ gìn sức khỏe để làm sao không bị dính chấn thương cũng như là không bị đau ốm, thì cái đấy nó mới lâu bền được và nó mới là cái quyết định cho cái sự nghiệp của mình là ngắn hay dài. Ngoài vận động viên nó có tố chất ra thì cái yếu tố thứ nhất là về cái tinh thần là một, cái thứ hai nó là cái chịu khó học tập trong rèn luyện, trong tập luyện thì Phạm Kim Huệ mới qua năm tháng mới trở thành cái đấy. Mình nghĩ cũng khó có thể đào tạo được một vận động viên nào với cái thương hiệu như chị Huệ. Trong tập luyện cũng như là thi đấu phải nói là cũng rất là cố gắng, đặc biệt là cái vai trò thủ lĩnh trên sân là Huệ luôn là cái người thủ lĩnh ở trên sân rất là tốt, đã dẫn dắt được các cái đàn em, cổ vũ động viên các em bằng cái lối chơi của mình và dẫn dắt được các em. Con đường đến với bóng chuyền của Phạm Thị Kim Huệ thật tình cờ, bởi trước đó cô theo học môn điền kinh tại trường phổ thông. Bước ngoặt cuộc đời đến với Kim Huệ xuất phát từ một người hàng xóm. Tình cờ hôm đấy đi về thì hàng xóm nhà em họ mới hỏi chiều cao cân nặng của em và họ nói rằng là bên thông tin họ đang tuyển người và cứ xui mẹ em là chở em đi đến bên thông tin để tuyển người xem có được hay không. Không được thì thôi lại về chơi điền kinh tiếp, còn nếu mà được thì sang bóng chuyền cho nó nhàn, cho nó đỡ cực mà cũng kiểu đỡ bị nắng và đỡ bị đen. 11 tuổi, gia nhập lò đào tạo nổi tiếng của bóng chuyền Việt Nam là Bộ Tư lệnh Thông tin. Những ngày đầu làm quen với bóng chuyền, Huệ tưởng mình không thể vượt qua được những khó khăn gian khổ của cuộc đời vận động viên chuyên nghiệp Nhưng những lúc như thế, cô luôn nhận được sự động viên kịp thời của các thầy, các chị trong đội bóng và đặc biệt là người mẹ của mình. Nhiều lúc nó cũng chán, nó cũng nói là đội mà như thế thì đấu nó không được, cái bà thôi con bây giờ con cứ động viên tập trung vào, bảo chúng nó là tập trung vào mà đấu cho nó giỏi đi, rồi là cố gắng lên mỗi đứa một tí thì là sẽ đạt được. Những cái lúc mà em cảm giác là em mệt mỏi, em muốn buông xuôi, em muốn bỏ nghề thì mẹ em luôn là cái người mà động viên em để tiếp tục, và đến cái thời điểm hiện tại như ngày hôm nay, rồi là đến sau này khi mà em lập gia đình mới thôi, mẹ em cũng luôn là cái người mà ủng hộ sau lưng em về tất cả mọi mặt. Tài năng của Kim Huệ đã nở rộ từ rất sớm. Khi mới 16 tuổi, phụ công xinh đẹp này đã chiếm vị trí chính thức, rồi 19 tuổi đã đeo bằng đội trưởng, đóng vai trò trụ cột số 1 ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Thời đỉnh cao 2001 đến 2010, Huệ đã cùng Thông tin giành đến 6 chiếc vô địch quốc gia và 3 chiếc cúp Hùng Vương. Bên cạnh đó là những tấm huy chương bạc tại SEA Games. Lúc ấy, không ai ở khu vực Đông Nam Á có thể chơi hay hơn Huệ ở vị trí phụ công, cũng như có sức ảnh hưởng đến một tập thể như chị. Cú đánh một chân ở vị trí số 2 sở trường của Huệ đủ khuất phục mọi dàn chắn. Sở trường của Huệ là nhanh một chân sau đầu thì bọn em cũng rất là khó khăn để mà cản trở bạn ấy. Đội em thì cũng lúc đấy thì cũng có huấn luyện viên cũng chỉ đạo là bám chắn Kim Huệ. Tuy nhiên thì cái pha thực hiện mà để ghi điểm của bạn ấy cũng khá nhiều, cũng khó mà cản được. Khi mà làm việc với cả Huệ thì tôi rất là muốn hướng là chắc các vận động viên chuyển hai chúng ta những cái tình huống bóng như điều chỉnh là cố gắng làm thế nào đó tạo điều kiện cái đường bóng chuyển lên có sự ổn định tương đối tốt, mặc dù là có thể biết là đối phương sẽ tập trung chắn, nhưng mà phải nói là nếu như vận động viên chuyển hai mà có những đường chuyển ổn định cho Huệ thì tôi nghĩ rằng là Huệ đã có những cái tình huống và những cái phương án giải quyết để mà ghi điểm rất là cao. Giành mọi danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ với Thông tin, Huệ đã chia tay đội bóng Quân đội để tìm cho mình một thử thách mới. Sau Hà Nội, cô đến với Ngân hàng Công Thương sau khi đã sinh con. Tưởng như thời đỉnh cao của Kim Huệ đã trôi qua khi cô cập bến đội bóng non trẻ ngành ngân hàng. Nhưng trái lại, Huệ đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi dẫn dắt các cầu thủ trẻ của Ngân hàng Công Thương vươn tới những vị trí cao của bóng chuyền nữ nước nhà. Và đỉnh cao nhất đó chính là chức vô địch quốc gia đầu tiên của đội vào năm 2016 và lần thứ 7 cho riêng mình. Với các nhà chuyên môn, Huệ không chỉ là vận động viên xuất sắc mà có thể nói Kim Huệ còn là hình ảnh, là tượng đài của bóng chuyền Việt Nam. Đối với vận động viên Kim Huệ thì phải có thể nói là cái hình ảnh của bóng chuyền Việt Nam, chứ không phải riêng cho một cá nhân hay là một câu lạc bộ. Bản thân tôi thì tôi rất là ngưỡng mộ vận động viên Kim Huệ vì chị đã có những cái thành tích đóng góp cho đội tuyển Việt Nam và cũng có một cái sức khỏe mà để mà cống hiến hoặc là để có những cái thành tích như bây giờ, phải nói là chị là một vận động viên rất là tuyệt vời. Là tuyển thủ trẻ nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi tham dự SEA Games 21 ở Malaysia khi mới 19 tuổi, Kim Huệ và các đồng đội đã có một giải đấu thành công khi lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam giành được tấm huy chương bạc khu vực. Khi ấy, dù mới lên tuyển được chưa lâu, nhưng những gì mà Kim Huệ thể hiện luôn được các đồng đội ghi nhận. Kim Huệ mới xuất hiện thì đã thể hiện là một vận động viên có năng lực và nhiệt huyết trong cái tập luyện và thi đấu cái môn bóng chuyền này. Em ấy cũng là một người rất là năng nổ trong các cái thực hiện chiến thuật và các cái lối đánh mà theo chỉ đạo của huấn luyện viên thì bạn ấy đều làm rất tốt. Mùa giải 2017 vừa qua, Kim Huệ trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ở nội dung của nữ và cũng là tuyển thủ nhiều tuổi nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games. Dù đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng phụ công cao 1m81 này luôn tỏ ra rất chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu. Chính vì là một cầu thủ được đào tạo trong môi trường quân đội nên tinh thần của Kim Huệ luôn ở mức cao nhất. Chính tinh thần ấy của người cựu binh đã giúp các cầu thủ trẻ của Ngân hàng Công Thương và của cả nền bóng chuyền Việt Nam noi theo. Khi gặp vào thời điểm khó khăn trong sân ấy, thì chị Huệ vào sân là một cái động lực rất là lớn để bọn em có thể được sốc tinh thần lên nhiều hơn, và chị cũng là một cái mũi để cắt điểm cho bọn em lúc mà khó khăn nhất ạ. Em thấy chị Huệ là một vận động viên rất là chuyên nghiệp ạ. Chị tinh thần của chị rất là tốt ạ, xong cả tập luyện thi đấu ạ. Em rất là thích tinh thần của chị như thế, em sẽ học hỏi chị về tinh thần và cách tập luyện của chị ạ. Bạn ấy yêu nghề như là chính cái cuộc sống của bạn ấy. Bạn ấy nhiệt huyết, năng nổ và cũng truyền lửa được cho mọi người. Thật sự là chị rất là máu lửa, chị cũng nhắc nhở bọn em rất là nhiều. Nên là bọn em thật sự bọn em rất là quý trọng cũng như là trong những ngày tháng chị tập luyện như thi đấu của bọn em. Có thể nói không quá rằng cô gái đất Hà Thành đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo của bóng chuyền nữ. Chính Huệ là nhân tố chính của đội tuyển Việt Nam tạo nên cơn sốt hầm hập trên khắp cả nước, khiến khán giả kéo đến các nhà thi đấu đông nghịt. Mà trong đó rất nhiều người, lý do chỉ đơn giản là để được tận mắt xem Kim Huệ. Với phụ công sinh năm 1982 này, tình cảm của người hâm mộ dành cho cô hết sức đặc biệt. Họ là những người chúc mừng mình, bên cạnh mình, chia sẻ với mình những cái niềm vui như thế. Thì đấy mới là những người cổ động viên chân chính và những người cổ động viên thực sự làm cho các vận động viên người ta lấy đấy làm cái động lực để người ta phấn đấu và thi đấu. Đến giờ, nhiều người vẫn đinh ninh một ngôi sao như Huệ chắc hẳn sẽ phải có thu nhập khủng ở làng bóng chuyền, hay có một ông chồng đại gia, những điều mà nếu muốn người đẹp này hoàn toàn có thể. Thế nhưng điều đó lại không phải là đích ngắm hay phù hợp với tính cách của Huệ. Gần hết nghiệp thi đấu của Huệ gắn với đội bóng thông tin quân đội, thu nhập chỉ ở mức đủ chi tiêu, mãi sau này mới khá hơn khi chuyển về đầu quân cho câu lạc bộ của ngân hàng. Huệ chưa từng biết đến lót tay nhờ chuyển nhượng và cũng gần như luôn từ chối những lời đề nghị quảng bá hay làm đại diện hình ảnh có thể mang lại những khoản tiền đáng kể. Chị hài lòng với một cuộc sống bình dị, cũng như muốn dốc hết tâm sức cho niềm đam mê bất tận với trái bóng của mình. Thực ra thì ai cũng có cái sự lựa chọn của mình, nhưng mà em cảm thấy rằng là cái showbiz nó là một cái gì đấy rất là hào quang, nhưng mà nó gần như là người ta gọi là hào quang trong chớp mắt ấy. Lên cũng rất nhanh mà xuống cũng rất nhanh. Showbiz là nhiều cái nó rất là thị phi. Thành ra là em cảm thấy là cái bên đấy em không thể hòa nhập được, cũng như là nó không thật với con người của em. Hành trình gần 20 năm của ngôi sao bóng chuyền 36 tuổi vừa dừng lại. Gần 20 năm ấy, cay đắng, ngọt bùi, Kim Huệ đều nếm đủ. Nhưng vượt lên tất cả, với Kim Huệ, bóng chuyền thực sự là số phận và là nghiệp đời ngọt ngào của chị. Trong cái sự nghiệp của em mà em lựa chọn đến với môn bóng chuyền, đấy là một cái điều mà em cảm thấy rất là tự hào, cũng như là cảm thấy là con đường mình chọn rất là đúng đắn. Khép lại 19 năm chơi bóng chuyền đỉnh cao, phụ công xinh đẹp Phạm Thị Kim Huệ giành gần như mọi danh hiệu cao quý của bóng chuyền nước nhà với 7 chức vô địch quốc gia, 4 chức vô địch cúp Hùng Vương. Giờ đây, người hâm mộ bóng chuyền nước nhà sẽ không còn được chứng kiến hoa khôi của bóng chuyền Việt Nam tung hoành trên các sàn đấu với những pha bóng mang thương hiệu của chị và luôn hằn sâu trong tâm trí của người xem. Nhưng tất cả đều nhớ đến chị, khâm phục chị và coi chị như một cỗ máy bền bỉ của bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ gặp gỡ vận động viên điển hình Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm và hành trình chạy trong bóng tối để từng bước đến với ánh sáng huyền diệu của thể thao và của cuộc đời.